trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản. Hôm nay tại trụ sở Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chi Date. Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản với các chuyến thăm cấp cao, nhiều hoạt động giao lưu nhân dân diễn ra sôi động trong thời gian qua đánh giá cao và cảm ơn thượng viện cũng như cá nhân ngài chủ tịch Chi Date đã tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác lập pháp đề nghị ủng hộ thúc đẩy thương mại đầu tư vào việt nam tiếp tục cung cấp oda cho việt nam nhất là các dự án trọng điểm lĩnh vực đào tạo chất lượng cao ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục thúc đẩy hợp tác lao động mở rộng giao lưu nhân dân giao lưu địa phương giữa hai nước tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước sinh sống, học tập và làm việc ở mỗi nước. Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Chuichi Date đánh giá cao thành công của Việt Nam trong việc tổ chức Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF26 vừa qua, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên các diễn đàn nghị viện đa phương, thúc đẩy tiếp xúc, giao lưu giữa các cơ quan quốc hội hai nước, đặc biệt giữa các nghị sĩ trẻ trong thời gian tới khẳng định ủng hộ chính phủ nhật bản tiếp tục hợp tác và hỗ trợ việt nam trong phát triển kinh tế xã hội góp phần nâng quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước